Duy Nguyễn, xin chào lại gia đình mình. Thì hôm nay Duy Nguyễn test cây đàn kìm. Cái này là gỗ giáng hương ha cả nhà, giáng hương cao cấp. Thì cái này là Duy đã chọn lọc những cái cây âm thanh tốt, mình đem đi cản ốc ha. Đây, cẳng rất là đẹp ha. Cái này là nho sóc nha cả nhà, nho sóc còn có mai lai cấu trúc nữa. Anh em mà thích mai lai cấu trúc thì inbox cho Duyên, Duyên sẽ gửi hình luôn cho nha. Đó, thì cái này là Duyên bán giá là 5 triệu, nó tặng kèm bao da. Đây, rất là đẹp ha. Thì cái phần giáng hương thì nó làm đây rất là cao cấp, ví dụ như người ta bùa lên thì người ta nói là cái này là cẩm lai, thì người ta sơn cái màu lên xíu thì nó ra giống cẩm ha, nhưng mà bên đây Dương bán sao để như vậy, không có bùa phép gì hết đó, gỗ thật trăm trăm ha. Đó, cái nhà nhìn thấy nè, nó vân rất đẹp nè, con gỗ này nó rất đẹp nè, mặt nó là ngô đồng, nó dày là 10 ly nha. Đó, phím nó là phím inox luôn. Rồi, về phần âm sắc thì Duyên Nguyễn mời đại gia đình mình cùng tham khảo ha. Rồi Duyên Nguyễn mời cả nhà mình cùng tham khảo về phần âm sắc ha. Quý anh em mình có nhu cầu mua đàn thì ủng hộ Duy Nguyễn nha. Số điện thoại Duy Nguyễn là 0987 994 759. Rồi, Duy Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý anh em mình nha.